Chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, những tên yếu đuối luôn bị mọi người xung quanh coi thường đã luôn là quy luật bất biến trong thế giới anime. Chính vì vậy, điều thú vị nhất là những kẻ bị coi là yếu đuối đó lại có thể bất ngờ đánh bại những tên coi thường họ. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime có main bị coi thường là yếu đuối nhưng lại mạnh đến bất ngờ. Chỉ với 5 phút bạn có thể kiếm ngay được 500k hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên, click vào link tải đã được mình để ở dưới phần bình luận. Bước 2, tải ứng dụng VNPay trên App Store. Bước 3, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn rất đơn giản. Quan trọng nhất, bạn phải nhập AT ở phần mã giới thiệu mới nhận được tiền. Cuối cùng, liên kết ví VNPay với tài khoản ngân hàng và thực hiện chi tiêu tối thiểu 10k và sau từ 24 đến 72 giờ, bạn sẽ nhận được 500k bao gồm tiền mặt và voucher giảm giá. Tiền đó bạn có thể rút ngược lại vào thẻ ngân hàng nhé. 10. Sekai Saiko no Ansa Susha, thể loại hành động fantasy. Sát thủ số 1 trái đất đã được đầu thai làm con trai cả trong một gia đình sát thủ quý tộc. Để đổi lấy việc được tái sinh ở một thế giới khác, một nữ thần đã trao cho anh ta nhiệm vụ giết người anh hùng được tiên tri sẽ hủy diệt thế giới. Đây là nhiệm vụ trong cuộc sống mới của anh ấy. Hiệu ứng tổng hợp của kiến thức và kinh nghiệm rộng lớn mà anh ta có được đã khiến cho mọi cách ám sát có thể thực hiện được trong thế giới cũ. Đồng thời kết hợp với những kỹ thuật và phép thuật bí mật của gia đình sát thủ quyền lực nhất thế giới giả tưởng đã biến anh ta trở thành một sát thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. 9. Vanitas no Kate, thể loại siêu nhân lịch sử Vampire Shonen. Bị đồng loại khinh miệt vì được sinh ra dưới ánh trăng xanh, Macaron Vanitas trở nên sợ hãi và cô độc. Theo truyền thuyết, anh ta đã tạo ra một cuốn ma đạo sư bị nguyền rủa được gọi là sách của Vanitas. Và người ta nói rằng một ngày nào đó anh ta sẽ sử dụng nó để mang lại quả báo cho tất cả Macaron của mặt trăng đỏ thẫm. Ở Paris thế kỷ 19, Noe Archiviste đã tìm kiếm cuốn sách huyền thoại về Vanitas. Trong khi du hành trên một chiếc airship, anh ta đã được cứu khỏi một cuộc tấn công của Macaron bởi một bác sĩ lập dị tự xưng mình là Vanitas và mang theo chính thứ mà anh ta đang tìm kiếm. Chớ trêu thay, chuyên gia Macaron tự xưng lại là một con người đơn thuần, được thừa hưởng cả tên và cuốn sách từ chủ nhân của mình, Vanitas trong truyền thuyết. Khi trường hợp kỳ lạ của cuộc diễu hành Charlatan xảy ra, khả năng khôi phục sự tỉnh táo cho Macaron của bác sĩ bằng cách khôi phục tên thật của chúng sẽ tỏ ra hiệu quả nhất. 8. Kyoko Suiri, thể loại huyền bí lãng mạn siêu nhân ác quỷ shonen. Ẩn trong tầm nhìn khác, những tinh linh được gọi là yêu quái sống trên thế giới, trong khi hầu hết đều lành tính. Một tập hợp các con nhất định đe dọa hòa bình lâu dài giữa yêu quái và nhân loại, kể từ khi cô đồng ý trở thành thần trí tuệ của họ. Cô Toko Iwandaga đã trở thành người trung gian giữa hai thế giới, giải quyết mọi vấn đề siêu nhân xảy đến với cô. Tại một bệnh viện địa phương, cô Toko tiếp cận Kuro Sakuragawa, một sinh viên đại học có mối quan hệ lâu dài kết thúc bằng một cuộc chia tay đáng tiếc. Cô Toko nuôi dưỡng tình cảm với anh ta và nghi ngờ rằng có điều gì đó siêu nhiên ẩn giấu bên trong vẻ ngoài vô hại của anh ấy. Vì vậy, cô đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy trong những yêu cầu của yêu quái. 2 năm sau, tin tức về một thần tượng vô tình bị dầm thép đè chết tràn ngập báo chí. Nhiều tháng sau đó, người ta bắt đầu thấy những người phụ nữ không có khuôn mặt đang cầm một thanh xà bằng thép. Giống như trường hợp của bất kỳ vấn đề siêu nhiên nào, cô Toko và cộng sự của cô ấy đã đặt ra mục tiêu ngăn chặn linh hồn này tàn phá. Nhưng trường hợp này có thể là độc ác và cá nhân hơn nhiều so với những gì mà họ có thể nghĩ. 7. To be Heroine, thể loại hài hước siêu sức mạnh. Yu chuẩn bị rời khỏi nhà thì cô ấy đột nhiên bước vào một thế giới lạ thường. Xuất hiện trước mặt cô ấy là một cậu bé trần truồng 8 tuổi và trước khi cô có thể nắm bắt được tình hình, cô đã bị tấn công bởi những sát thủ từ một nhóm mafia đang truy đuổi cậu bé. Điều thậm chí còn phi thực tế hơn đối với Yu là thủ lĩnh của mafia này lại bị một tên sát thủ khác tấn công. Những đứa trẻ trần truồng đó là ai? Tại sao chiếc giày của cô ấy lại biến thành một chiến binh? Và hơn hết là cậu bé 8 tuổi ấy đến từ thế giới nào?
Cũng giống như lần đầu tiên, cậu ấy cũng gần như khỏa thân. Trong khi cố gắng chạy trốn khỏi những kẻ tấn công, Yu đánh mất một trong những chiếc giày của cô ấy. Và bởi một loại phép thuật kỳ lạ, chiếc giày của cô ấy đã biến thành một chiến binh, người có thể cứu cô ấy. Sáu, Busou Shoujo Machiavellianism, thể loại hành động hài hước học đường shonen. Học viện tư nhân Aichi ban đầu là một trường trung học dành cho các nữ sinh thượng lưu. Khi nó trở thành ngôi trường bình thường, các cô gái vì sợ hãi đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được thực thi, một tổ chức giống như quân đoàn cảnh vệ gồm 5 thành viên được gọi là ngũ kiếm tối cao cũng được thành lập. Sau nhiều thế hệ, 5 thanh kiếm cuối cùng đã trở thành một nhóm sửa chữa những học sinh có vấn đề và học viện bắt đầu chủ động nhận những học sinh đó vào trường. Nomura Fudou được gửi đến ngôi trường này sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả lớn. Anh ta sẽ làm gì khi các lựa chọn duy nhất mà anh ta có sau khi nhập học là bị đuổi khỏi trường hoặc bị sửa theo cách của các học sinh nam còn lại ở đó đã từng, bằng cách buộc phải ăn mặc và hành động như một cô gái. 5. Kamitachi ni Hirowareta Otoko, thể loại phiêu lưu fantasy đời thường. Sâu trong rừng, cách xa mọi sự tiếp xúc của con người, có một đứa trẻ tên là Ryoma Takebayashi. Anh ta có sở thích khá kỳ lạ là nuôi nhiều loại slam khác nhau làm thú cưng. Hơn nữa, dù còn trẻ nhưng cậu ấy có một thể chất rắn chắc và khả năng tương thích tốt với phép thuật. Tất cả những điều này là do đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong kiếp trước. Ba vị thần ban cho Ryoma cơ hội thứ hai để theo đuổi một mục tiêu, thưởng thức những điều kỳ diệu của cuộc sống. Sau 3 năm cô đơn thoải mái trôi qua, Ryoma gặp những người sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của anh mãi mãi. Khi anh gặp gỡ và giúp đỡ một số binh sĩ đang chăm sóc đồng đội bị thương của họ, nhóm đã thuyết phục anh đi cùng với họ đến thăm gia đình công tước của thị trấn gần đó. Ryoma đồng ý và sớm bắt tay vào hành trình khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi nhà của mình. 4. Arifureta, thể loại hành động phiêu lưu fantasy harem. Cuộc sống bình thường của otaku 17 tuổi Hajime Nagumo bị gián đoạn khi anh và các bạn cùng lớp được triệu tập đến một thế giới giả tưởng và được giao nhiệm vụ giải cứu nhân loại. Trong khi các bạn cùng lớp được ban cho những khả năng ấn tượng hữu ích trong chiến đấu, Hajime lại bị coi thường vì chỉ đạt được một kỹ năng biến đổi kém cỏi, không có bất kỳ sức mạnh tấn công thực sự nào. Trong một chuyến thám hiểm ở đại mê cung Orcus, Hajime bị một trong những người bạn cùng lớp của mình phản bội khiến anh ta rơi xuống đáy vực sâu. Mặc dù sống sót sau cú ngã, Hajime phải đối mặt với những con quái vật nguy hiểm và những điều xui xẻo khiến anh ta rơi vào một cơn ác mộng nghiệt ngã. Một ngày nào đó khao khát được sống và trở về nhà, anh ta quyết tâm chiến đấu vì sự sống còn của mình. Chỉ để gặp một nàng ma cà rồng bị giam cầm mà anh ta đặt tên là Yue, người cũng đang tìm cách thoát khỏi mê cung. Quan tâm đến anh ta, Yue và một vài người khác trên đường đi cùng với Hajime trong hành trình tìm đường trở về nhà, đồng thời dần trở nên mạnh mẽ, từ kẻ bình thường trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. 3. Kenzan no Mago, thể loại hành động hài hước fantasy lãng mạn. Tại vương quốc Earthshine, Merlin Watford từng được coi là anh hùng dân tộc, được ngợi ca về cả sức mạnh và thành tích của mình. Tuy nhiên, thích một cuộc sống yên tĩnh, ông sống ẩn giật trong một khu rừng ở nông thôn, dành thời gian của mình để nuôi dưỡng một đứa trẻ mồ côi mà ông ta đã cứu. Cậu bé mồ côi này là Shin, một người làm công ăn lương bình thường ở Nhật Bản, thời điểm hiện đại. Người được đầu thai vào thế giới của Merlin trong khi vẫn giữ được ký ức trong quá khứ của mình. Nhiều năm trôi qua, Shin thể hiện tài năng vô song trong cả phép thuật và võ thuật, khiến cho Merlin không thể ngừng kinh ngạc. Tuy nhiên, vào sinh nhật thứ 15 của mình, rõ ràng là Shin chỉ phát triển được duy nhất kỹ năng chiến đấu của mình, khiến anh ta trở nên lúng túng trong các vấn đề của xã hội, thiếu ý thức chung và ý thức trách nhiệm trung bình. Do đó, Shin đăng ký vào Học viện Phép thuật của Vương quốc để trau dồi kỹ năng của mình và trưởng thành giữa các thanh thiếu niên khác.
Tuy nhiên, sống một cuộc sống bình thường là điều không thể vì anh ấy đã trở thành một người nổi tiếng ở địa phương gần như ngay khi anh đến. Kenza Nomago kể về cuộc sống trung học của Shin Watford tại thủ đô khi mà anh có được những người bạn mới, tìm hiểu về thế giới và chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa khác nhau xung quanh. Hai, Hinomaru Sumo, thể loại thể thao võ thuật shonen. Trong sumo chuyên nghiệp, không có hạng cân nào. Đó là một môn thể thao nơi những người mạnh nhất sống sót và bất kỳ ai sẵn sàng thách thức dũng khí của mình cũng có thể tham gia và bước lên võ đài. Tuy nhiên, có yêu cầu về kích thước tối thiểu để trở thành một đồ vật sumo chuyên nghiệp. Và Hinomaru Ushio trẻ tuổi vô cùng tài năng và chăm chỉ. Mặc dù có thể là như vậy, nhưng cậu ta đã không đáp ứng được yêu cầu đó. Cậu bé nhỏ bé này mơ ước được đạt đến đẳng cấp cao nhất của sumo, Hinoshita Kaisan. Cách duy nhất mà anh ta có thể trở thành chuyên nghiệp là nếu anh trở thành Yokozuna của trường trung học, một danh hiệu được trao cho đồ vật mạnh nhất trong các giải đấu của trường trung học. Ushio phải chịu nhiều áp lực cũng như là giới hạn thời gian nếu anh ta không thể thể hiện kỹ năng của mình trong các giải đấu trung học. Anh ta có thể mất cơ hội trở thành chuyên nghiệp vĩnh viễn. Thay vì đăng ký vào trường trung học Ishigami, trường dạy sumo tốt nhất ở Nhật Bản, thì anh lại đăng ký vào trường trung học Odachi và phải xây dựng một câu lạc bộ sumo ngay từ ban đầu, với thành viên duy nhất là Shinya Ozeki. Odachi 2 là một kẻ yếu thực sự của thế giới sumo, nhưng Ushio phải cố gắng bằng tất cả sức mạnh của mình nếu anh ấy muốn trở thành người chuyên nghiệp. Một, Dororo, thể loại ác quỷ lịch sử Samurai Shonen. Vùng đất của lãnh chúa Samurai tham lam Daigo Kagemitsu đang chết dần và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì vì quyền lực, thậm chí từ bỏ Đức Phật và lập một khế ước với ma quỷ. Những lời cầu nguyện của anh ta được lắp lại bởi 12 con quỷ, những người ban cho anh ta sức mạnh mà anh mong muốn bằng cách hỗ trợ sự phát triển cho vùng đất của anh ta, nhưng phải trả giá. Khi đứa con trai đầu lòng của Kagemitsu chào đời, cậu bé không có tứ chi, không có mũi, không có mắt, không có tai, thậm chí là da, nhưng vẫn còn sống. Đứa trẻ này bị vứt xuống sông và bị lãng quên. Nhưng may mắn thay, anh ta được cứu bởi một thầy y, người cung cấp cho anh những bộ phận giả và vũ khí, cho phép anh ta sống sót và tự bảo vệ mình. Cậu bé sống và lớn lên và mặc dù không thể nhìn, nghe thấy hoặc cảm thấy bất cứ điều gì, cậu ta phải đánh bại những con quỷ đã lấy cậu làm vật hy sinh. Với cái chết của mỗi người, anh ta lấy lại được một phần của bản thân mà đúng ra là của anh ta. Trong nhiều năm anh lang thang một mình, cho đến một ngày anh gặp một cậu bé mồ côi, Dororo, và họ đã kết bạn với nhau. Cặp đôi không có khả năng này hiện đang chiến đấu vì sự sống còn của họ và nhân loại trong một thế giới không thể tha thứ, đầy quỷ dữ. Chúc mừng rất nhiều anh em đã nhận được 500k thông qua ví VNPay. Tiếp tục cùng mình nhận thêm 500k dùng để thanh toán ngày Tết chỉ trong 2 phút. Bước 1. Nhấn vào link tải đã được mình chuẩn bị sẵn ở phần chú thích. Bước 2. Tải và cài đặt ứng dụng MyVIP và đăng ký theo hướng dẫn cực kỳ đơn giản. Bước 3. Đăng nhập lại vào tài khoản vừa đăng ký. Thực hiện các thao tác đơn giản để lụng ngay 500k. Trên đây là top 10 anime có main bị coi thường là yếu đuối nhưng lại mạnh đến bất ngờ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thằng Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vài đến nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!